Mình sẽ hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật làm dàn chanh leo. Thứ nhất về bà con chuẩn bị trụ bê tông á, thì thường thường nếu mà nhà nào kết hợp trồng với tiêu á thì làm trụ từ 3 mét rưỡi đổ lại. Còn nếu mà trồng trụ không á thì làm trụ tầm khoảng 3 mét, khi ta chôn xuống khoảng 5 phân thì còn khoảng có 2 mét rưỡi á. Thì chiều cao mà trung bình mình để làm cho một cái dàn chanh dây thì tầm từ 2 đến 2 mét rưỡi. Nhất á là nó vừa cho tầm khoảng cách của mình đi thu hoạch. Thứ hai là khi mà chanh nó ra nhiều nó sẽ xẻ xuống và nó xỉu trái xuống á, thì nó sẽ còn mét mấy chúng ta đi là phải tầm, nếu chúng ta làm thấp quá tầm khoảng 2 mét đổ lại á thì nó bất lợi. Thứ nhất là thu hoạch nó khó khăn, thứ hai là chăm sóc phun thuốc nó cũng khó khăn. Vì trong cái clip này thì nói rõ về cái cách làm á, khi mà chôn những cái hàng hàng bê tông bì á, chôn cho chắc, chúng ta cũng dựng cho những cái kẽm nó chắc, các kẽm ở xung quanh những cái hàng bì này á thì luôn cho nó cố định luôn, kẽm lúc nào kẽm to, còn xung quanh mà rào hình chữ hình vuông á thì chúng ta nhỏ được mà hạn chế á, làm kẽm nhỏ quá, khi mà nhỏ quá thì lúc mà trái sai sẽ làm sập dàn chúng ta là bất tiện. Tôi rất bất tiện nhỏ là phải kiếm tre chống nữa. Kẽm bà con mua hai loại kẽm, thứ nhất là một kẽm loại lớn để ta giăng bốn bên hình vuông á, những hàng lề ở nhau á là cái loại kem lớn. Còn thứ hai á, là chúng ta giăng loại kem nhỏ để đan ở trong á, đừng có nhỏ quá, nếu mà nhỏ quá nó sẽ sau này ra trái nặng quá nó sẽ đứt hết kẽm, nên bà con lưu ý này nha. Mà sau đây là bà con tham khảo cái mô hình đan đan dàn chanh dây, bà con chú ý nha.